Đoàn Văn Hậu đưa bạn gái hâm nóng tình cảm ở thị trấn Mờ Sương, Kim Luân phó nháy, đỉnh của chấp. Mỗi lần xuất hiện, Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải Mi liên tục phát cẩu lương khiến dân tình lụi tim. Kể từ sau khi công khai chuyện tình cảm trước công chúng, mọi nhất cử, nhất động của Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải Mi được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Mới đây, trên trang cá nhân Doãn Hải Mi xả kho loạt khoảnh khắc vi vu ở Sapa cùng bạn trai. Cả hai dành khoảng thời gian sau Tết để đi du lịch hâm nóng tình cảm. Doãn Hải Mi được bạn trai chụp cho bộ ảnh cực có tâm. Phía dưới bài viết, Đoàn Văn Hậu viết, người chụp có tâm. Đáp lại bình luận của người yêu, Doãn Hải Mi chưa ưng, tạm tạm. Ai nấy cũng công nhận rằng cả hai trông rất xứng đôi. Không ít người ghen tị với tình yêu của cặp đôi. Phát cẩu lương liên tục thế này các chị em ghen tị quá đi thôi Văn Hậu, Hải Mi ơi. Cặp này đẹp đôi quá, chúc hai em ngày càng hạnh phúc, yêu nhau nhiều hơn nha. Đẹp trai, đá bóng giỏi lại chiều bạn gái. Nhất cô em Doãn Hải Mi. Có phó nháy chụp ảnh xịn quá lại không mất tiền chụp, 10 điểm nha. Doãn Hải Mi sinh năm 2001. Hiện tại đang là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội. Năm 2020 người đẹp từng thử sức tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và dừng chân tại top 10. Tin đồn hẹn hò cả hai bắt nguồn từ 2020. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nam cầu thủ chỉ follow một mình Hải Mi trên mạng xã hội và ngược lại người đẹp cũng follow nam cầu thủ. Ngoài ra, không ít lần, người hâm mộ bắt gặp cầu thủ sinh năm 1999 và Doãn Hải Mi hẹn hò, thậm chí, họ không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ đầy tình cảm. Cặp đôi rất được lòng gia đình hai bên. Người hâm mộ hy vọng sẽ được đón tin vui từ cặp trai xinh, gái đẹp trong tương lai gần.